tất cả các bạn, mình tên là Lê Ân Nguyên, năm nay mình học lớp 3C trường tiểu học Tiên Dung. Mình 8 tuổi, sở thích của mình là đá bóng và bơi lội. Nếu bạn nào không biết đá bóng thì hãy kết bạn với mình để mình dạy cho nhé. Tạm biệt các bạn.